hành tinh vắt này nước còn đắt hơn sinh mạng. Nhiệt độ ngoài trời lên tới hơn 60 độ C. Toàn bộ bề mặt của hành tinh này đều được bao phủ bởi lớp cát vàng. Muốn uống nước ở đây, bạn phải trả cái giá đắt gấp hàng chục ngàn lần so với trái đất. Nếu bạn vi phạm pháp luật ở đây, thì sẽ bị nhốt trong lồng thủy tinh và phơi ngoài nắng. Snow chính là vị hào phú nổi tiếng ở đây. Lúc anh bước vào chợ đen, nhiều thương nhân đã để ý tới anh. Anh tới một cửa hàng có ông chú khôi ngô tuấn tú này bán hàng. Mua một lon hàng xịn được gửi từ trái đất, Snow cầm hàng lên và nói với chủ tiệm, tất cả tiền nợ sẽ được trả lần tới. Chủ cửa hàng nghiến răng nghiến lợi nhưng không dám nói gì. Về tới nhà, Snow mở lon ra, bên trong toàn là dâu tây tươi ngon. Anh cầm lên một quạt thưởng thức một cách kỹ càng. Ăn xong, Snow lại tới chợ đen chuẩn bị xả hơi một chút. Từ màn hình trên đường có thể biết, Snow chính là tội phạm bị truy nã khắp vũ trụ. Anh đến một quán bar, gọi một ly đầy bia lạnh, ngồi chưa ấm chỗ đã có người tới gây sự rồi. Ba tên này là thợ săn tiền thưởng. Người phụ nữ cầm đầu nói với Snow, một kẻ giàu có tên Paris đã treo khoản tiền khổng lồ để lấy tinh hoàn của Snow. Snow đã quen với việc này. Lúc đối phương rút súng ra, Snow đã nhanh tay hơn hắn, nhưng một sao chọi lại ba. Trong lúc tên này định kết liễu anh, đột nhiên hắn bị ai đó đâm từ phía sau. Cô tên là Hyro. Snow đứng dậy cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi, bởi vì trong hoàn cảnh hiện tại, có lẽ đã có không ít người bắt đầu truy lùng anh. Anh không dám ở lại khu chợ, chỉ có thể tới nơi khỉ ho có gái này. Nhưng lúc này, Snow phát hiện ra người phụ nữ cứu anh lúc ban ngày lại tới đây. Hyro nói rằng cô đã biết tên của Snow, muốn hợp tác cùng anh làm việc. Snow cũng không từ chối, mời cô ở lại một đêm. Rất nhanh mặt trời đã mọc, nhiệt độ ban ngày ở đây vô cùng khắc nghiệt. Snow cầm lấy cái lều, cùng với cô gái chui vào trong. Trong lều có điều hòa, có thể chống lại cái nắng gay gắt bên ngoài. Lúc Snow cởi miếng gạc băng vết thương ở tay bị đứt ra, cô gái bất ngờ phát hiện tay của anh đang hồi phục lại vô cùng nhanh. Hóa ra cơ thể Snow có gen đặc biệt, chỉ cần không bị đánh trúng chỗ hiểm anh đều có thể hồi phục lại hoàn toàn. Thảo nào có nhiều người muốn lấy tinh hoàn của anh thế? Chẳng lẽ cô gái bên cạnh này cũng có ý định như vậy? Snow đương nhiên nghi ngờ. Đến tối, hai người bắt đầu lên đường. Hyro mới tiết lộ thân phận của mình. Cô nói mình là một đặc vụ của cơ quan tình báo trái đất. Mục đích của cô cũng giống như những kẻ khác, muốn lấy được gen của Snow. Nhưng cô không dùng những thủ đoạn bạo lực, cô chỉ muốn đưa anh về để nghiên cứu. Nếu như nghiên cứu thành công, người trái đất cũng sẽ có chỗ đứng ở trong vũ trụ bao la này. Snow dứt khoát từ chối. Tuy anh là người trái đất, nhưng anh không hề quan tâm đến chuyện ở đó. Tại đi nguyên một buổi tối, Hyro luôn đi theo sau Snow. Dù sao cô cũng là đồng hương của mình, nên Snow đã đưa cô về căn cứ bí mật của mình. Cô nhìn quanh, nơi này cứ như chốn bồng lai tiên cảnh vậy. Bên trong vô cùng mát mẻ, còn có cả nguồn nước. Ở hành tinh này, nước còn quý hơn cả vàng. Thảo nào mà Snow lại giàu thế? Ngắm mặt trời lại, Snow lại mở ra một hộp dâu tây nữa, bắt đầu thưởng thức hương vị của trái đất. Có vẻ như anh rất nhớ quê hương. Lúc này, Hyro cũng đã thay bộ quần áo ngủ và đến trước mặt Snow. Hyro hỏi tại sao lại có quần áo phụ nữ ở đây. Snow nói với cô, bộ đó là của vợ mình. Vì bản thân anh luôn trẻ mãi không già, nên vợ anh đã qua đời từ 100 năm trước rồi. Nhìn người đàn ông trước mặt mình, cô gái cảm thấy sao mà anh cô đơn thế. Sau một hồi an ủi nhau, cả hai đã chìm vào giấc ngủ. Giữa đêm, Hyro bị đánh thức bởi tiếng chuông báo động. Mà Snow đã không thấy đâu rồi. Cô nhìn vào màn hình trên tường, phát hiện có một con tàu vũ trụ vừa hạ cánh bên ngoài. Có vẻ như hai người họ đã bị theo dõi. Người đến là một vài tên thợ săn tiền thưởng, nhưng những người này đều không phải dạng vừa. Chúng lặng lẽ tách ra để hành động, nhưng chúng lại không biết Snow đã sớm phát hiện ra chúng. Đợi tên này đến gần, anh vội nhảy xuống, rất nhanh đã giải quyết xong một tên. Sau đó là tên thứ hai, nhưng cô ta không hề đơn giản, phải mất một lúc mới hạ gục được cô ta. Khi Snow định nhanh chóng hạ gục ả ta, đồng đội của cô ta đã tới. Anh yêu ơi, nghe lời ả ta có thể hiểu. Tên này hóa ra là chồng của ả, nhưng tên này lại vô cùng máu lạnh. Hắn không nói gì mà trực tiếp nổ súng, nhanh chóng đuổi theo Snow, nếu không sẽ bị thất bại. Động tĩnh đã thu hút thêm các tên khác, chúng nhanh chóng bao vây Snow. Snow định đánh úp hắn, nhưng tên này ra vô cùng dày. Kết quả bị phản kích, tên to lớn bước tới xem Snow đã chết chưa, nhưng ai ngờ rằng Snow vẫn còn sống. Sau đó Snow nhặt súng Cannon từ dưới đất lên, thành công bắn hạ hắn ta. Nhưng tên thợ săn lúc nãy đã tới, hắn đá súng của Snow đi, sau đó rút dao ra, chuẩn bị cắt đi tinh hoàn của Snow. Bỗng một tia laser bay tới, Snow nhổm dậy nhìn, hóa ra là Hyro. Khi Hyro chuẩn bị tới gần, cô bị ai đó bắn xuyên sọ. Tên này chính là Paris, trùm của băng lính đánh thuê. Hắn là một người quen cũ của Snow, bởi vì khi hắn còn nhỏ, ông nội và cha hắn đều chết dưới tay của Snow. Đúng là mấy tên phản diện nói nhiều chết đi được. Lúc hắn chuẩn bị kết liễu Snow, đột nhiên một cánh tay robot đâm xuyên qua ngực hắn. Snow hoài nghi nhìn người trước mặt, hóa ra Hyro chính là một người máy. Khi Snow tỉnh dậy, Hyro đã đưa anh vào trong động. Hyro nói với Snow, lúc nhỏ cô từng gặp nạn, và chính Snow đã cứu cô, nhưng từ đó cô chưa từng gặp lại Snow. Sau khi lớn lên để đi tìm Snow, phải thay đổi cơ thể mình, bởi vì chỉ có như thế, mới có thể tồn tại trong cái vũ trụ bao la này.
Nghe tới đây, Snow vô cùng cảm động trước sự tận tụy của cô. Anh quyết định trở về trái đất cùng cô, cùng nghiên cứu vì lợi ích toàn nhân loại.